Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. 1 con heo, 2 con heo, 3 con heo, 4 con heo, trời ơi, 1 nùi heo, 1 nùi bò, 1 nùi gà luôn bạn ơi. Cuối cùng rồi mấy bạn ơi, bọn mình cũng đã kiếm được rất là nhiều động vật để đem về nhà nuôi để có đồ ăn ăn rồi nè. Hay, mấy bạn ơi, mấy bạn có nhớ trong tập trước không? Hội chị em á anh em, hội chị em làm thịt hết mấy cái con động vật mà bọn mình nuôi để làm thịt ăn, ăn hết sạch luôn. Trời ơi, mấy bà ăn hết không chừa cho anh em mình con nào hết. Đó là lý do vì sao mà hôm nay bọn mình thấy rất là vui, bởi vì anh em bọn mình đã có thể kiếm lại được mấy con động vật để đem về nhà nuôi nữa bạn ơi. Đấy, ở đây bạn coi nè, bọn mình có nuôi kiều nè, đó, nuôi gà nè, rồi nuôi thêm cả bò nè bạn ơi, đó, nuôi rất là nhiều con vật luôn nha. Ơ nhưng mà khoan, mọi người ơi, mọi người, tôi hỏi mọi người nè, tính ra tôi nhớ là ở trong game này á, là hình như là con heo là nó bị đột biến, nó bị nhiễm zombie rồi mà, nhiễm dịch bệnh mà sao mọi người bắt nó về làm gì vậy nè, mấy con heo thành màu xanh hết nè. Con heo này có phải là bị nhiễm gì đâu á, cái này á, là do một số bạn trên thế giới á, không ăn được thịt heo, nên là Mini World quyết định vì người chơi, vì người xem đúng không, nên là quyết định là đổi màu nó để cho các bạn đỡ không bị tội lỗi. Ủa? Tao là bà triết lý cái gì ấy, con heo này là bị nhiễm bệnh Wee Boo của Simi thành heo Simi. Mà heo Simi tào lao ca mui nói đúng rồi, dịch không biết gì hết trơn. À mấy bạn ơi, hôm qua mình mới vừa tìm hiểu nha, thì ra bạn là những con heo ở trong Mini World á là không phải là nó bị nhiễm bệnh cho nên nó biến thành màu xanh dương đâu bạn ơi. Bạn coi nè, bình thường á, nếu bạn nhớ thì con heo thì nó sẽ gọi là có màu hồng đúng không, còn tại sao con heo trong Mini World lại có màu xanh là bởi vì á, ở một số đất nước, có một số đất nước người ta cấm không được ăn thịt heo bạn ơi. Bởi vì cái con heo á, mình nó không hiểu lý do vì sao nữa, bạn nào hiểu thì nhớ giải thích cho mình nha. Nói chung là những bạn đó không được quyền ăn thịt heo, cho nên là Mini World quyết định là đổi màu con heo thành màu xanh để cho những bạn đó được quyền ăn thịt heo á bạn. Nhưng mà bạn tính ra là ăn thịt heo trong game hay là ăn thịt heo ngoài đời thì nó khác nhau mà ta, tại sao lại là cấm ha, kỳ ghê ha. Trời ơi, em hiểu không, với cả anh rất là bức xúc về vụ này với Mini World luôn á. Thực ra là mình tôn trọng tôn giáo của mấy bạn ấy thôi, nhưng mà bây giờ chuyển qua con heo màu xanh rồi, từ đó giờ anh không dám ăn luôn, bởi vì châu Á có bệnh heo tai xanh. Đúng rồi, em nhìn mấy con heo này em tưởng bị bọn nó, em tưởng là bọn nó bị heo tai xanh đó, cho nên là em đâu có dám ăn đâu. Mà nhìn cái mặt của nó cũng biến thái quá, cho nên em không dám ăn luôn. Thôi ai ăn thịt heo thì ăn đi, em không ăn đâu. Em vẫn gọi là trung thành với KFC mọi người hiểu không? Em vẫn thích ăn thịt gà hơn. Rồi, ok. À mà khoan đã, quên mất, tôi dặn hội cho em này nha. Bữa nay là tôi bắt mấy con bò, mấy con heo, mấy con kiều đem về nhà để nuôi đó. Mấy bà làm ơn á, có ăn á thì ăn ít ít thôi, chừa cho anh em bọn tôi với. Chứ lần trước mấy bà ăn thịt hết bọn nó luôn, không chừa cho anh em bọn tôi miếng nào luôn. Trời ơi, biết này nè, bây giờ nhiều này ăn sao kịp được, sao ăn hết được. Thôi mệt quá, được rồi, bây giờ ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Hey, trời ơi mấy bạn ơi, hey. Tính ra á bạn, là team mình bây giờ đã tập hợp được đủ các thành viên rồi, chỉ còn thiếu có mỗi là Siro với lại là Mimi thôi bạn ơi. Không biết là giờ này hai người đó đang ở đâu. Ủa mà giờ đây, hôm bữa lúc mà anh về làng á, anh có đi chung với Mimi với lại Siro không? Có, hôm bữa em đi chung với bà Mimi á, bà anh mới xây tặng bà ấy cái nhà to đùng ở cạnh nhà anh hả? Ủa vậy hả? Ủa vậy rốt cuộc là Mimi Siro giờ đang ở đâu trời? Chẳng lẽ là hai người đó đi lạc rồi hả ta? Trời ơi, bà Mimi chắc chắn 99,99% là bà đang nằm ngủ nè. Còn Siro chắc là nó về làng, nó thấy cây cối mọc tùm lum, nó leo lên cây nó ở đó, bắt cua. Trời ơi trời, tào lao quá anh ơi. Bây giờ đang đại dịch zombie, Mimi mà nằm ngủ ha, zombie vô cắn Mimi cái là Mimi chết queo luôn, biến thành zombie luôn. Trời ơi, em nói rồi, ai bị zombie cắn thì biến thành zombie, còn zombie mà cắn Mimi thì biến thành con heo. Tào lao. Hey, mấy bạn ơi, không biết là giờ hai người đang ở đó đang ở đâu, nhưng mà thật sự là mình cảm thấy rất là lo lắng luôn, không biết khi nào mới gặp lại họ đây. Anh em cơ mình rất là nhiều, bảo mình là anh Phong ơi, anh hãy đi kiếm Siro với lại Mimi đi, nhưng mà giờ biết kiếm chỗ nào giờ. Hey, thôi mệt quá, nói chung mà bây giờ coi duyên số, nếu có duyên với nhau chúng ta sẽ gặp lại nha Siro và Mimi à. Thôi bây giờ mọi người chúng ta cùng nhau vui chơi thế nào, bây giờ sống trong đây là an toàn rồi, đi vui chơi thôi. Đi thôi. Phong ơi, anh thấy mấy đứa mình trông mấy đứa tự kỷ á, nãy đi bò ăn chuồng heo giờ chờ đi ra ngoài này nhảy vòng em kiếm cái gì nó có ít gì đâu. Thì bây giờ bây giờ bây giờ bọn mình làm gì cho nó khỏe khoắn ta? À đúng rồi, hay là bây giờ bọn mình chơi đá banh đi ha. Hợp lý, được luôn ha. Phong rủ anh em chơi bóng. Trời, tào lao chơi đá banh chứ phải là chơi bóng nha, có mỗi mình học bóng được. Người ta gọi là đá bóng.
Nè nè, vô đây, tôi mới vừa, tôi nhớ là trong là sân banh của chúng ta dùng để nuôi heo, nuôi bò đúng không? Mà tôi nhớ trong mấy cái rương này hình như là nó có mấy trái banh nè. À, đây đây, thấy rồi, đây mấy trái banh nè, đó, ok. Đây, thấy rồi. Đây đây đây, bây giờ mọi người lấy mấy cái áo đi, chúng ta cùng nhau chơi đá banh nào. Đây đây đây. Đây, rồi bây giờ đánh thế nào mà đá vào cả mấy con cừu con bò lại cũng vui ha. Tào lao nguyên một cái sân bóng này giờ để nuôi heo không, bắt bóng ra ngoài chơi. Thì bây giờ mình đâu có chuồng heo để mình nuôi heo đâu, mình phải nuôi heo ở bên trong sân bóng thôi, giờ biết sao. Rồi ra ngoài đóng cửa lại. Rồi ok, bây giờ anh em chúng ta cùng nhau chơi đá banh để giải trí với lại là tăng cường sức khỏe nào. Thể dục thể thao nha mọi người, đá banh luôn nha, khỏe dồi dào nào. Nè nè, dịch chuẩn bị sẵn sàng chưa? Em chuẩn bị đá banh rồi nha, chuẩn bị chụp banh nè. Anh là thủ môn chắc nhất hành tinh, em không bao giờ sút vào gôn của anh được đâu. Trời ơi vậy hả? Coi nè, ơi sút nè, anh chào. Trời ơi mọi người ơi. Mọi người ở chuồng bò của chúng ta có con gì bự bự kia mọi người, lên đây coi. Con bò chứ có con gì trời, lên đây chơi mà. Làm gì có con gì kìa. Ủa đâu con gì? Ui trời, ủa bên kia có con gì nhìn nó to vậy? Ủa từ từ để đi mình vô coi coi. Ủa cái gì mọi người? Ủa tính ra tôi kêu mọi người là bắt heo, bắt gà, bắt kiều về nuôi thôi, mọi người bắt thêm mấy con sói về nuôi làm gì vậy hả? Gì có đâu? Trời đất ơi, con này nó đâu con đâu? Trời, 1 2 3 con lận kia trời. Ủa ở đâu mà xuất hiện tự nhiên trong chuồng bò mà xuất hiện mấy con sói vậy? Tí nữa ha, bọn nó ăn thịt hết bò bây giờ. Giết bọn nó đi anh em. Trời ơi, đi đâu? Giết nó. Tan thiệt, tan thiệt. Mày trời ơi, đánh nó. Đâu, nó trời ơi Phong, Phong hay quá trời, Phong cầm rìu, Phong giết nó, Phong ở anh em dùng tay trời cho con. Ủa vậy đây, cái búa anh đâu? Tính ra nãy anh hơi ngày hôm qua anh lượm lại được cái búa của anh rồi mà, cái búa biến hình siêu nhân của anh đâu? Đây búa của anh để trừ gian diệt bảo, không bao giờ đi đánh chó. Trời, tào lao, mấy con sói này nó to vậy mình phải đánh nó, mình bảo vệ cừu của mình chứ anh, tào lao quá. Ủa mà sao tự nhiên xuất hiện trong chuồng nhà mình vậy? Ừ ai biết. Ủa bạn ơi, sao tự nhiên trong chuồng bò bọn mình lại xuất hiện mấy con sói gì mà ghê quá vậy ta? Phong, cái gì nữa? Ở đây, ở trước sân trường có thêm một con nữa nè Phong ơi. Hả đâu, có con trời gì? Trời ơi. Ôi, trời ơi là trời. Cái này nó phải là con sói đâu Phong, mà nó là người sói luôn á. Mấy bạn ơi, tự nhiên ở trước trường học mình xuất hiện nguyên con ma sói to là to luôn. Trời, nhiều khi nó còn to gấp 3 lần bọn mình luôn á dịch. Ủa mà bạn tại sao to vậy? Ui, nó đuổi mình kìa, anh em chạy. Trời ơi, chạy cái gì? Ta là ma sói đây. Hả? Ui trời. Ôi, tao biết mày ma sói rồi, nhìn là biết rồi, khoe gì vậy? Anh em nói được à. Anh em nghe cái giọng của nó quen quen không? Em nghe giọng nó quen quen mọi người ơi. Cái giọng này á, hai tình như anh coi trên YouTube vậy sao? Đúng rồi, cái giọng này em quen. Em nghe hình như trong tim của mình có một cái ai đó có cái giọng như thế này phải. Ủa mấy bạn ơi, mấy bạn có nhận ra giọng này giọng của ai không? Mấy bạn comment cho mình biết nha. Mà mình nghe giọng này quen quen. Ủa mà khoan, ở con ma sói kia, sao tự nhiên mày lại xuất hiện ở trong trường học vậy? Ta không cần biết. Bây giờ tao đang đi tìm con mồi, đang đi tìm thức ăn, tao đói bụng quá rồi. May mắn hay có cái người ở đây, cái người phải làm buổi trưa cho ta. Ôi nó đòi ăn thịt mình nha anh em ơi. Chạy. Trời ơi dịch ơi, anh làm sao sống sao mà con sói đòi ăn thịt dịch vậy? Trời ơi trời. Ủa mà khoan từ. Anh em mình là ngon mà. Dịch anh em mình là siêu nhân mà sao team bọn mình phải chạy trốn con ma sói này làm gì? Thì ra siêu nhân đi ảnh trừ gian diệt bạo chứ yêu quái, giờ bị trò dí gì kì vậy? Kì vậy. Đúng rồi, anh em mình có vũ khí mới thành siêu nhân mà, Sammy cũng có mà. Anh em tập hợp nào. Trời ơi, mất thằng quá. Con ma sói này nuôi hả? Ê con chạy mày, sao mày đuổi cái mũi mày. Ê anh ơi, mày không rồi. Anh ơi, tí nữa nó ăn thịt anh luôn giờ. Anh chưa biết hình á. Trời bình tĩnh. Giờ đây tập trung. Con ma sói kia bảo vệ anh em nào. Con ma sói kia, vậy là ngươi chưa biết bọn ta là ai rồi. Bọn ta chính là biệt đội siêu nhân tứ trụ của Hero Team. Siêu mạnh, siêu ngầu và siêu đẹp trai. Bây giờ thì anh em chúng ta cùng nhau biến hình thế nào. Siêu nhân tứ trụ, biến hình. Bây giờ siêu tứ trụ đã tập hợp đầy đủ rồi. Khoan tự hình như thiếu chứ. Mới có mỗi mình Sammy với lại là dịch thôi à. Sao anh? Em nhìn mấy cạnh anh có gì hơi sai sao? Ủa trời, tính ra bọn tôi biết hành siêu nhân xong cái hai người. Ủa cái đó anh không biết hành gì vậy? Thì tôi không có đồng hồ đâu, tôi biết tạm rảnh này để cho vui mà. Ê, ông rảnh quá ha, tính ra ông đâu phải là siêu nhân tứ trụ đâu. Thì ông biết hình xong ông biết hình ra cái váy luôn cái gì. Ủa còn bà ca mui nhìn con gì nó xuất hiện à? Ủa con gì đây? Ủa còn bà ca mui, bà biết hành gì ca mui? Dạ chị đến thành mồi cho con sói nó lại gần xong rồi bọn em đánh á.
Trời ơi, bà thằng đúng rồi. Thành bắt đầu cái gì vậy? Cái gì vậy? Đồ của các ngươi à? Ôi trời, con ma sói này, ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Bây giờ nè, đúng rồi. Thôi bây giờ mấy cái người nào mà không biết hành siêu nhân được thì làm ơn né né qua bên đi, mù mắt tôi quá. Né né đi. Con ma sói này nó không tuân theo nguyên tắc gì hết, siêu nhân biến hình là quái vật phải đứng nhìn. Đúng rồi, trong lúc siêu nhân biến hình thì yêu quái phải đứng nhìn hoặc là đứng xem, bọn tôi biến hình chứ, bọn tôi chưa kịp giới thiệu gì hết. Trời ơi. Đứng nhìn cho người từ nãy đến giờ. Được rồi. Bây giờ thì bọn ta biến hình xong rồi nè. Hey, siêu nhân Mr. Dịch, siêu nhân Sammy và siêu nhân Phong Cận. Bây giờ ba bọn ta chỉ cần ba người thôi là đủ tiêu diệt mỗi một mình ngươi rồi. Cái đồ con sói gì giờ dịch? Thôi quýnh lộn nó đi mình. Quýnh lộn đi mình. Tưởng rằng đánh ta là dễ sao? Anh xem ta đi, sức mạnh của ma sói triệu hồi đàn sói đến từ địa ngục. Ui, 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 trời. Thôi nó triệu hồi sói đến từ địa ngục mà trông giống mấy con chó trong rừng vậy. Trời ơi, nó triệu hồi nó một bầy sói luôn kìa dịch ơi, mấy con sói kìa. Ui giời, nó đang đánh một mình kìa anh em chúng ta. Trời đợi gì nữa, xử lý vào nó đi. Ây da trời. Mày à. Ây da dịch ơi, nó con chó sói này nó táp vô đít em, cái em đau quá, có khi nào em phải đi chích ngựa không anh? Trời ơi. Trời ơi. Nó mình là siêu nhân mà phong, tại sao mình sợ mấy con chó chứ. Anh em tránh ra. Rồi xong dịch nằm đóng luôn mấy bạn ơi. Anh em tránh ra để tôi. Đó, dằn hết mấy sói anh trời. Anh em đứng ra, tránh ra. Xin lỗi Sammy với dịch nha, tôi lỡ chém chúng hai người. Tôi bị giấy mạng như vậy thôi. Xin lỗi. Con chó to nó trèo lên cây, nó định chạy kìa. Đuổi nó, đuổi nó. À, con chó to. Con chó sói kia. Mấy con chó sói nhỏ, ngươi chó sói đến từ địa ngục cái kiểu gì mà bọn ta mới đánh có vài cái thôi mà nó chết queo hết trơn rồi. Ngươi còn chiêu gì mạnh hơn không? Cái đầu yếu ớt. Cái người thật là đáng thương, mới chỉ còn một chút sức mạnh của ta, còn chưa tới 1% nữa mà người tưởng là đánh bại được ta rồi sao? Còn bây giờ ta mới tung sức mạnh thật sự đây, xem đi. Hả, sức mạnh thật sự gì? Có giỏi thì cho bọn ta xem đi. Ui, trời ơi, phao nó biến to lên kìa trời. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn kìa, con cá sói bây giờ nó to hơn hồi nãy luôn. Trời ơi, chết rồi, phao ơi, nó biến từ con ma sói thành con sói tạ rồi. Trời ơi, bây giờ dịch các ơi. Trời ơi, giờ đây con sói này nó mới uống quay hay gì mà to vậy? Chạy, mở cửa, chạy. Ôi trời mấy bạn ơi, bây giờ phải mở cửa mở ngay. Trời ơi, giờ đây, con sói này nó to nổi mà anh em mình không bằng cái ngón chân của nó luôn anh ơi, chạy đi anh. Ôi chết rồi mấy bạn ơi. Em đứng kìa. Em coi cái trường mình mà không, nó còn cao gấp mấy lần cái trường mình, cao gấp đôi, gấp ba lần luôn kìa. Nó cao hơn cái trường của mình luôn bạn ơi. Bây giờ làm sao đây, con sói này to quá. Bây giờ làm sao đây, chết rồi bạn ơi. Cái con sói này không những nó to mà cái người nó còn bốc ra thêm cái gì ta, cái này là cái gì ta, hạt ám gì nè, cái năng lượng hạt ám gì nè. Trời ơi chết rồi. Năng lượng gì, mùi hôi quá vậy. Bây giờ làm sao đây, vũ khí của em không thể nào đánh được nó hết vậy đây. Cái cây rìu của em thì quá nhỏ, còn cái súng đại liên của Sam á thì không thể nào bắn được nó rồi. Trời ơi bây giờ làm sao đây. Anh nghĩ là cắt rồi. Bây giờ nha, em đi vậy, em cứ đợi tí, anh đi qua chỗ nhà anh gọi mấy anh đi Sater qua bắt trộm cháu. Tào lao, cái con chó này hơi to anh. Mấy anh chạy sai không thể nào tắt được, không thể nào mà bắt được nó đâu anh. Trời bây giờ sao đây ta. Chết rồi, bây giờ giá như có Siro ở đây thì mình kêu Siro chậm chó ra bắt con này cái. Trời ơi trời. Phong ơi, anh có năng lực mà Phong. Hả? Anh có năng lực gì? Anh có siêu năng lực biến khổng lồ. Chết, đúng rồi. Quên mấy bạn ơi, tính ra là anh Dịch có sức mạnh là trở thành khổng lồ mà ta quên ha. Sao mình lại quên vậy? Hợp lý. Rồi Sam ơi, bây giờ tôi với bà chạy ra ngoài đây, mình núp đi. Anh Dịch chiến đấu thôi đi. Hãy để lại cuộc chiến này cho anh. Con ma sói kia, mày coi chừng á, nhìn thứ mặt của ta đây. Thôi Dịch. Wow. Anh vẫn lùi được nó không ơi? Ủa anh ơi, sao anh vẫn lùi được nó không ơi? Quê quá. Ủa sao anh sử dụng sức mạnh biến to mà sao anh vẫn lùn hơn nó vậy dịch? Hả dịch? Quê quá. Hôm sau quýnh lại, bây giờ coi như xài vậy đi. Ok, được rồi, bây giờ nha, giờ dịch hãy nghe theo lời em. Bây giờ em có kế hoạch như thế này nè. Bây giờ nè, anh dùng cây búa của nó, của anh á, anh chọi vô đầu của nó cho nó lùn lại giống như anh là coi như là xong, hiểu không? Đánh anh. À, ok. Ây, cha, cho mày lùn nè. Nó đâu có lùn, nó phong cái này, nó ôi trời ơi. Trời ơi con ma sói này, mày con ma sói này nó mạnh quá. Trời ơi cố lên dịch ơi, cố lên, quýnh đi anh. Phong ơi, anh có quýnh nó đâu, nó đấm anh đau hết mắt rồi, mấy anh còn một máu hay sao trời. Ôi cái gì vậy, ôi trời ủa mấy bạn ơi, hình như mình mới thấy nó phun lửa anh dịch phải không ta. Ủa trời, con sói này biết phun lửa luôn hả anh? Trời ơi, mà cái người tự hào hả? Trời ơi, đánh gì đâu gãy ngu. Đánh không đau miếng nào hết trơn á. Thôi ta nè, cái này là đánh nè. Ê da, chó chơi xấu nè, mày đang phun, mày đang lớn nè. Trời ơi,
em về tay. Trời ơi, con ma sói này biết phun lửa nữa bạn ơi. Ôi no, Sammy. Trời ơi, cái con sói đáng ghét này, ngươi dám phun lửa, thà rằng bây giờ ngươi phun lửa anh dịch cháy đen thui luôn ta không nói, còn ngươi dám phun lửa gọi là chúng Sammy là ngươi chết ngươi ta rồi. Anh dịch cho em mượn cái búa, cho em mượn cái búa. Tào lao, cho em mượn cái búa nhanh lên. Con sói này mày ghen rồi, mày dám đụng đến Sammy rồi mày ghen rồi, tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của Phong Cận khi tức giận. Hãy xem đây, mỹ hình khổng lồ. To vẫn lùi lên nó. Ủa sao em biến to mà em vẫn lùn hơn nó vậy? Trời ơi, cái con này nó cao quá em ơi, thu bốn đại đi. Thôi, xem em đây, em không sợ. Ha, bây giờ ha, ngươi xem này, khi mà ta biến to thì cái cây rìu của ta nó cũng to theo ta luôn. Bây giờ hãy xem sức mạnh của cây rìu của ta đây. Ôi, ủa sao nó không bị gì? Ây da, nó phun lửa. Ây da, lại gần nó quýnh nó Phong, em đứng xa quá làm sao trúng được trời. Rồi rồi, ok ok, đem lại gần, đem lại gần. Ôi, con ma sói kia, hãy xem cái ma đây. Ôi, trời ơi, dịch có thấy gì không dịch? Hình như là em mới chém cái nó chết queo luôn rồi sao á. Em chém cái nó bay vù lên bầu trời, nó bay luôn lên mặt trăng luôn rồi. Ủa trời, ủa tính ra là em mạnh vậy luôn hả? Trời ơi, cái rìu này của em nó đâu có ngán ai đâu, đến anh nó còn không ngán rồi con sói. Ôi trời ơi, bạn ơi, các bạn biết gì không? Tính ra cái cây rìu của mình đó bạn, là nó có một cái sức mạnh, đó chính là khi mình chém con quái vật nào á là con quái vật đó sẽ bị bay tuốt lên trên trời luôn, rồi sau đó rơi xuống chết beo luôn. Mấy cây rìu của mình bây giờ nó biến to hơn khổng lồ luôn, cho nên là bây giờ mình chỉ cần chém cái con sói bay lên tới cung trăng luôn các bạn ơi, rồi nó mất xác luôn. Rồi xong chết rồi, Phong hại chú quậy rồi, chú quậy đang ở trên đó đang ở yên lành nên chém con chó như chứ vậy. Ôi có khi nào anh em mình chém cái con sói nó bay lên đó xong nó đuổi chị Hằng với chú cuội chạy vòng vòng luôn anh. Trời, chắc là thế vậy thiệt rồi. Trời ơi, chết vậy quá Phong ơi. Trời ơi trời, ủa mà khoan, tại sao tự nhiên lại có con chó sói xuất hiện ở trong làng vậy các bạn? Mày thử nghĩ coi con chó sói là ai? Mình nghe là con chó sói nó biết nói chuyện á bạn ơi. Mình nghĩ đây không phải là một con chó sói bình thường đâu nha. Chắc là nó là một con chó sói do con người biến thành á. Ủa mà người nào xui dữ bị biến thành ma sói vậy ta? Theo kinh nghiệm 1000 năm sống trong làng Hero Team của anh á, em nghĩ em khi nhắc đến chó sói em nhớ thế này. Khi nhắc đến chó sói hả? Khi nhắc đến chó sói nhớ đến ai anh? Tao chọc cho cái mắt mày quá. Nhắc đến chó sói tim mình linh vật của ai là chó sói? À, chó sói Siro. Có khi nào Siro biến thành chó sói không ta? Ủa, anh nói em cũng để ý á. Tính ra là Siro là linh vật là chó sói mà các bạn. Có khi nào con chó sói hồi nãy mà mình đánh nhau với nó là Siro bị biến thành không ta? Ủa chết rồi, bây giờ là mình phải đi tìm tàu vũ trụ lên mặt trăng đó nó về hả? Ủa có khi nào, ơ chết rồi, em lỡ em chém phát ổng bay lên tới trên cung trăng luôn rồi, có khi nào bây giờ? Vậy rồi, chết rồi Phong ơi, chết rồi, mình còn chưa biết ai nữa, nhưng mà biết đâu không phải Siro rồi sao? Thôi từ từ, bây giờ mình cứ về làm với mọi người xem mọi người sao, chứ nãy giờ nó dí nên mình chạy quá trời không để ý ai luôn á. Đúng rồi, chết rồi bạn ơi, nếu như mà con chó sói này mà là Siro á, thì anh em bọn mình phải chế ngay một cái tàu bay vũ trụ bay lên cung trăng để kiếm lại Siro mọi người ạ. Mấy bạn nào muốn bọn mình kiếm lại Siro nhớ bình luận cho mình biết nha, chứ mình lỡ tay mình chém ổng bay lên trên mặt trăng luôn rồi. Rồi là chạy, mình khỏe dữ anh. 100.000 like để phóng lên mặt trăng đón Siro về. Trời ơi trời, ok bạn ơi, thì tập hôm nay bọn mình đã chiến đấu với một con ma sói rất là to luôn các bạn ơi. Và thật là xui khi mà bọn mình biết rằng là nó chính là Siro, và mình lỡ tay mình chém cho sói bay lên tuốt trên cung trăng luôn rồi. Cho nên bạn nào á mà muốn mà mình lên cung trăng kiếm lại Siro thì bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình phải kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người nha. 1 triệu like đón Siro về nha. Ê Kaidon, ông mới đánh tôi đúng không? Đánh nè. Rồi xong vậy là phải đón xong thêm quay nữa rồi. Vậy là mình phải đi đón thêm cái đó nữa. Là hai ông rồi. Ok, bye bye mọi người nha. Tạm biệt.